chia sẻ mạnh đấy, anh em ơi, lên 1k đi. Mấy ông ngồi cứ nói liên thuyên miết mà không lên, tôi không thích cái điều đó nha. Mỗi anh em chia sẻ mạnh đi, dí tay vào màn hình thả tim thả like đi. Hello anh Móc, ok nhá. Hello bánh bao nha. Những người mà biết anh mà ở Đà Nẵng mà tên Móc là coi như những người đó là coi như là cũng là phải có đẳng cấp đấy, không mà giỡn không. Do đa số đâu có ai biết anh Tây nữa đâu. Để mà biết anh được tên Móc mà ở Đà Nẵng là đẳng cấp đấy, tụt vàng là phải cầm có số má đấy, không biết được tên anh đấy. Em thấy như tầm cỡ ba cái thằng nhóc ranh sơ mặt quỷ mà còn chưa biết tiếng Anh nữa mà biết rồi, còn cứ coi như là mỏ. Hồi xưa anh nuôi do sống một thời gian không biết bao nhiêu, giúp cho đói khổ vào Sài Gòn, không có ăn uống, không có coi như quần áo mặc, đi mướn ở cái chung cư Thanh Đa có một chiều một củ rưỡi một tháng dưới thằng khối rách áo ôm vào Sài Gòn. Anh giúp cho từ miếng ăn miếng ở, bao nhiêu mọi người biết, từ thằng Bùi Trung Hiếu cũng biết, thằng Tuấn Sơn cũng biết, các em biết nhiều, biết rõ sự thật luôn chứ càng gì phải nói. Như thằng Sơn mà quỷ nói mà không biết ngài, mọi người thừa biết, mọi người có kệ. Thằng Liêm, em Liêm còn giúp cho một tuần kiếm được cả chục củ, bạn gái còn xuống đưa cho lúa mà Sơn mà quỷ, hiểu không? Nên thôi, nếu mà chú có coi là liếm láp chú cành địa cho chú liếm, cho chú đừng có nổ. Nhưng mà trong Sài Gòn mày khối đất áo ôm mà tao là thằng giúp cho mày, mày hiểu rồi. Đó, cái tao nói thật, mày có bao giờ mày lám lên trên, nếu mà mày thật sự mày thằng đàng hoàng, mày có bao giờ mày dám lên trên mạng mày dám nói với mọi người là mày không có nợ tao đâu ha. Đây nhớ mày mà còn nợ anh 100 mấy chục củ của sơn mật quỷ nha. Anh nói thế là mày hiểu không? Mày có lên trên mạng mày dám nói thằng Liêm nó xạo đâu. Mày có lên trên mạng mày dám nói là tôi xin hứa đem danh dự con cái gia đình ra mà không nợ đâu. Mày nói không nợ cái tao lên thẳng trên nhà mày Đà Nẵng luôn liền. Tao cho các em lên ngay, gõ cửa thằng nhà ngay, lên công nhận cái mà chỉ cần có video ra thôi là tao cho đàn em lên gõ cửa tận nhà ngay đấy. Hứa với sơn mà quỷ danh dự luôn, mày lên trên mạng mày dám đem thề danh dự mày không nợ tao 100 mấy chục củ, tao cho đàn em lên tới nhà mày ngay, cốc cửa gọi nhà ngay. Sao đó à, thầy anh nói thật mà. Thì bây giờ anh nói nó nợ anh 100 mấy chục củ, bây giờ nếu mà nó mà dám lên trên mạng nó nói không nợ anh đi, rồi anh cho người lên cốc cửa tận nhà ngay, anh hứa danh dự với em, đó là mới là thật sự, đúng không? Thế bây giờ các anh em cứ hello anh em nha, hồi nãy giờ đang có người báo cáo rồi đấy, nên bây giờ nói chuyện nhiều là xuống. Anh em phải chờ cho TikTok này nhiều.